Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh TikTok cộng đồng Binance Quốc Việt Nam. Thì vừa qua, VnExpress cũng có một bài báo viết về Bi đã xuất hiện trên gian hàng của Shopee. Thì cụ thể thì bài báo cũng nói lên rằng Bi đã được niêm yết trên sàn Shopee, nhưng mà theo hình ảnh cụ thể thì thực sự Bi không phải được niêm yết trên sàn Shopee nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một bức ảnh được cho là niêm yết Bi trên sàn. Thì mình thấy đây là số tiền mà các bạn vẫn phải trả để mà thanh toán trên Shopee nha các bạn, chứ các bạn không thể nào dùng Bi để mà trao đổi mua bán trên sàn Shopee được nha. Đây chỉ là cái hình thức Bi họ kèm theo thôi, chứ không thể nào mà thay Bi bằng một phương thức thanh toán trên Shopee được nha các bạn. Cụ thể thì bài báo viết rằng liên hệ với cửa hàng, một nhân viên hướng dẫn cụ thể rằng người mua vẫn cần phải chuyển khoản bằng tiền pháp định là sai luôn nè. Cái câu viết này là sai luôn nè. Mua hàng trên Shopee á thì các bạn người ta giao hàng, còn rồi khi mà nhân viên shipper ship tới á thì các bạn phải trả tiền cho họ, cho shipper, chứ tại sao lại chuyển khoản, đúng không bạn? Các bạn mua hàng trên Shopee làm gì có chuyện chuyển khoản, đúng không? Nào mà bài báo này lại viết là mua hàng trên Shopee còn phải chuyển khoản tiền pháp định, là bài báo này viết sai hoàn toàn. Sau khi nhận hàng thì họ sẽ liên hệ lại với shop để nhận địa chỉ ví chuyển Bi, cuối cùng cửa hàng sẽ hoàn tiền cho khách. Tức là khi mua trên Shopee á, là nếu mà mua ở cái shop này á, bằng chấp nhận thanh toán bằng Bi á, thì các bạn phải mua và các bạn đặt hàng và các bạn phải cũng đưa tiền, nhận tiền pháp định bình thường. Nhưng mà khi mà các bạn nhận được hàng rồi á thì các bạn sẽ liên hệ lại với cái shop đó, và cái shop đó nó sẽ hoàn trả tiền lại cho bạn, và các bạn phải thanh toán bằng Bi cho họ nha. Đó, ý nghĩa của bài báo này nó viết là như vậy đó các bạn. Và nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn có thể đến địa chỉ giao dịch trực tiếp. Chúng tôi đã kinh doanh 6 năm không có chuyện lừa đảo, người này nói. Trong ảnh chụp màn hình được cửa hàng chia sẻ đã có 107 đơn đặt hàng thành công giao dịch bằng Bi, chứng tỏ là đây là một cái gì đó rất là cụ thể, và Bi á, người ta vẫn có nhu cầu trao đổi hàng hóa bằng Bi nha các bạn. Đây là chứng tỏ là có 107 đơn đặt hàng, là khi mà cái shop này á, vừa niêm yết bằng Bi á, chỉ có vài ngày thôi là đã có 107 đơn đặt hàng thành công nha các bạn. Rồi trong khi đó thì đại diện Shopee cho biết nền tảng hiện tại chỉ có 7 hình thức thanh toán hỗ trợ cho người dùng khi tham gia mua sắm, tuy nhiên tiền ảo Bi không nằm trong số đó, và Bi không phải là một phương thức thanh toán được chấp nhận trên Shopee. Đối với hành vi vi phạm pháp luật cũng như là chính sách đăng bán của sàn, chúng tôi có chế tài xử phạt theo quy định, đại diện nền tảng này nói. Ngay sau khi nhận được phản ánh thì Shopee đã cho biết rà soát lại toàn bộ mặt hàng trên các cửa hàng cho chấp nhận thanh toán bằng Bi đã biến mất, còn tài khoản cũng đã bị khóa. Theo quy định thì việc mua bán hàng hóa bằng tiền ảo tại Việt Nam là vi phạm pháp luật, tuy nhiên vẫn có một số cửa hàng nhận thanh toán bằng Bi để lách luật. Người dùng Bi chỉ nhau cách sử dụng từ trao đổi thay vì từ thanh toán, cũng như giao dịch bằng sự đồng thuận, tức là chấp nhận trao đổi hàng hóa dựa trên một thứ được định giá chung. Trên mạng xã hội thì một số giao dịch Bi đã diễn ra với mức đồng thuận khác nhau, ví dụ như là 3.14 đô cho mỗi Bi. Cách đây 2 tuần thì một khách sạn ở thành phố Phan Thiết cũng đã bị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu dừng việc thanh toán bằng Bi. Và cuối cùng thì bài báo này vẫn không quên nhắc nhở chúng ta một câu, đó là giao dịch Binance Quốc tại Việt Nam hiện tại đang là vi phạm pháp luật nha các bạn. Đây, dưới bài báo thì có rất nhiều các bình luận nè các bạn nè. Rất nhiều cái bình luận mà khen có mà chê cũng có nha, ủng hộ Binance cũng có mà phản đối Binance cũng có luôn. Nhưng đa phần mình thấy là đều là phản đối nha các bạn. Những người này toàn là phản đối, nói là Binance giữ hơi Bitcoin không các bạn ạ. Nhưng mà Binance nó hoàn toàn là nó đi một con đường riêng, nó không nó đi khác những đồng coin còn lại nha các bạn. Và nếu như Bi á nó mà giống như Bitcoin á thì thật sự là Bi ra đời nó đâu còn ý kiến gì nữa đâu các bạn. Bi mà giống như Bitcoin thì người ta không dùng Bitcoin mà người ta phải dùng Bi, đúng không các bạn? Chứng tỏ Bi nó có cái sự khác biệt, nó có cái sự mà thu hút gì đó để cho doanh nghiệp cũng như là tất cả những người dân người ta đào Bi nha các bạn. Đây nè, có một bạn comment này nhận được rất là nhiều tin nè. Tôi có một người bạn làm chủ doanh nghiệp vẫn ngồi kích t-shirt đầu Bi, làm tôi buồn ghê gớm khi thấy nó hy vọng như vậy. Tuy nhiên tôi vẫn mong Bi có giá để nó bán bớt trả lương nhân viên, chứ tháng rồi nó còn nợ lương mười mấy người lận. Thực sự thì bạn này comment cũng, bạn chỉ là đúng theo góc độ nhìn của bạn thôi. Người ta làm chủ doanh nghiệp mà người ta vẫn phải khai thác Bi các bạn ạ. Chứng tỏ người ta có cái tầm nhìn, phải nói là tầm nhìn cao hơn những người bình thường rất là nhiều luôn. Cho nên cái này là mỗi người nó có mỗi cái góc nhìn cũng như là mỗi cái tầm nhìn xa đó các bạn, chứ không phải Bi là ăn sổi, Bi là trước mắt đâu các bạn. Mà người ta có cái tầm nhìn xa để người ta thấy được cái tương lai của Bi, người ta mới đặt niềm tin hy vọng vào Bi, chứ không phải người ta hy vọng vào một cái gì đó nó vô căn cứ đâu các bạn. Tất nhiên là
hy vọng là mỗi người mỗi khác rồi, góc nhìn mỗi người mỗi khác rồi, cho nên cái việc mà các bạn có đào bi hay không đó, đó là cái quyền cá nhân của mỗi người, không ai mà có thể mà ép bạn đào bi hay là ép bạn không đào bi được, đó là cái quyền cá nhân của mỗi người nha. Và tất nhiên là các bạn không thể nào mà hiện tại chúng ta không thể nào mà giao dịch cũng như là thanh toán bằng bi trên nước Việt Nam chúng ta rồi. Và trong tương lai thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái nơi để mà quy đổi từ bi sang tiền pháp định, cũng như là tiền pháp định swap sang bi, cũng như là từ bi qua các đồng coin khác, để từ đó chúng ta mới có thể hợp thức hóa các hình thức giao dịch bằng bi thông qua tiền pháp định. Nhưng mà bi nó sẽ tồn tại song song với tiền pháp định và nó sẽ tồn tại song song với những đồng coin khác, chứ nó không thể nào mà thay thế được. Tại vì sao? Tại vì bất cứ một đất nước nào cũng vậy các bạn, ví dụ ở bên Mỹ đi, thì các bạn không thể nào mà dùng bi để thay thế đô la Mỹ được, giống như tại Việt Nam chúng ta không thể nào mà dùng bi để mà thay thế tiền Việt Nam đồng được, tại vì đó là cái quy định của nhà nước của mỗi nước. Mỗi nước đó, nó sẽ không bao giờ mà để một cái đồng coin hoặc là một đồng tiền khác ảnh hưởng đến cái đồng tiền pháp định của quốc gia họ, cho nên chắc chắn họ sẽ không thể nào mà chấp nhận một đồng coin ở đâu tới mà lại thanh toán trên đất nước của họ được. Cho nên mình nghĩ trong tương lai sẽ có các cái chế tài cũng như là sẽ có các mà cái hành lang pháp lý mà mình chắc chắn luôn, trong tương lai sẽ có nơi để mà các bạn swap bi sang tiền pháp định để mà hợp thức hóa các giao dịch bằng bi. Như các bạn, ví dụ hiện tại thì các bạn có thể sử dụng giao dịch ở trên Bybridge đó các bạn. Các bạn có thể mua bi trên Bybridge và các bạn cũng có thể bán bi trên Bybridge được. Cho nên chắc chắn và trong tương lai sẽ có những cái sàn, ví dụ như những cái sàn Hobi rồi đó các bạn, hiện tại nó cũng đã list bi theo hình thức IOU rồi đó các bạn. Và trong tương lai chúng ta sẽ có thể dùng bi để lên đó để quy đổi từ bi sang tiền pháp định nha các bạn. Chứ chúng ta không thể nào mà dùng bi để mà mua bán trao đổi tại Việt Nam được. Và chỉ có một cách duy nhất và một nơi duy nhất để mà chúng ta có thể sử dụng bi sử dụng bi một cách hợp thức hóa, đó là chúng ta sẽ sử dụng bi trong hệ sinh thái chính thức của Bi Network luôn, khi mà nó được mainnet mở nha các bạn. Tại vì hệ sinh thái của Bi Network nó là hợp thức hóa rồi, cho nên chúng ta có thể sử dụng bi cho nó được, không ai có thể ngăn cản chúng ta làm việc đó cả. Nếu ở Việt Nam chúng ta không thể nào trao đổi được hàng hóa bằng bi thì chúng ta có thể sử dụng bi để trao đổi ở bên Trung Quốc chẳng hạn, ở trên trang những trang BitMo, BitBatomo đó các bạn. Đó là việc hoàn toàn hợp pháp nha các bạn, cho nên chúng ta không việc gì phải lo lắng hay là đắn đo cả. Các bạn cứ việc khai thác Bi Network đi, hiện tại các bạn cứ việc khai thác Bi Network càng nhiều càng tốt nha các bạn. Bạn nhớ kích chia sẻ đúng giờ nha. Rồi, video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quay chung bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.